X51 Story mến chào quý thính giả. Nhiều người gọi người Trung Quốc là người Hán, tộc Hán, nhưng Hán lại là tên một triều đại của Trung Quốc. Vậy thì nhà Hán có điểm gì mà có thể đại diện cho người Trung Quốc? Sau đây X51 Story sẽ cùng quý thính giả giải đáp những thắc mắc này nhé. Hai vương triều Tần Hán có ảnh hưởng vô cùng to lớn đến lịch sử Trung Quốc. Muốn liễu giải lịch sử Trung Quốc thì không thể không liễu giải Tần Hán. Vương triều nhà Tần đặt định chế độ chính trị kéo dài 2.000 năm của Trung Quốc, còn vương triều nhà Hán đặt định văn hóa kéo dài 2.000 năm trên mảnh đất Thần Châu. Do đó hai vương triều này có ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài đến lịch sử Trung Quốc. Năm 221 trước Công Nguyên, Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, kiến lập nên quốc gia trung ương tập quyền to lớn. Sự trỗi dậy của một đế quốc như vậy, trong lịch sử Trung Quốc hoặc trong lịch sử thế giới đều là trước nay chưa từng có. Chỉ có một vương triều có thể so sánh với Đại Tần, đó là đế quốc La Mã cổ đại cách Tần 200 năm sau. Nhưng đế quốc La Mã này, từ phạm vi cương vực, hoặc về khả năng khống chế của Trung ương đối với địa phương, đều không đạt được trình độ giống như Đại Tần. Khi nước Tần kiến quốc, đã chiếm cứ được vùng Hoa Bắc, Hoa Trung và Hoa Nam của Trung Quốc, hiện nay là lưu vực của sông Hoàng Hà, Trường Giang và Chu Giang. Đây là địa khu có dân số đông đúc ở Trung Quốc hiện nay. Khi ấy diện tích của nước Tần khoảng 3 triệu km2. Phàm là sau này Trung Quốc muốn xưng một vương triều thống nhất, thì trên cơ bản đều phải chiếm cứ được cương thổ như của nước Tần, vậy mới được tính. Vì thế vương triều nhà Tần đã đặt định ý nghĩa của Trung Quốc về mặt địa lý. Rất nhiều học giả khi khảo chứng, khảo cứu, họ nói văn tự tiếng Anh của từ Trung Quốc là China không phải là gốm sứ, mà là từ phiên âm của chữ Tần, Chin, thêm hậu tố A, biến thành China. Từ ý nghĩa này thì nhà Tần đặt định quốc hiệu Trung Quốc. Đương nhiên, đế quốc này có thời gian tồn tại tương đối ngắn, khoảng 15 năm, sau đó Trung Quốc tiến vào thời kỳ nhà Hán. Vương triều Đại Hán này là vương triều huy hoàng thịnh thế. Chúng ta biết rằng, triều Hán của Trung Quốc do Lưu Bang kiến lập, thời của vương triều này đã xuất hiện hình thức ban đầu của Tam giáo Nho Phật đạo. Thời Hán Vũ Đế đã bãi chốt Bách gia, độc tôn Nho thuật, đặt định địa vị của Nho gia trong quan học, tức lấy học vấn Nho gia để tuyển quan. Còn Phật giáo từ Ấn Độ tiến vào Trung Quốc ở thời Đông Hán, tức năm 67 với Vĩnh Bình cầu Pháp. Vĩnh Bình là niên hiệu của Hán Minh Đế Lưu Trang, ông sai sứ thần sang Tây Thiên cầu Pháp, khi ấy đã đem Phật giáo vào Trung Quốc. Sau khi Phật giáo tiến vào Trung Quốc đã dẫn đến sự hưng khởi của tôn giáo bản địa, tức đạo giáo. Thời kỳ giữa và sau của Đông Hán đã xuất hiện đạo giáo. Chúng ta biết rằng văn hóa Trung Quốc lấy Nho Phật đạo làm hạch tâm, nghĩa là trung tâm, mà ba tôn giáo này vào thời Hán đã đặt định cơ sở, cho nên từ ý nghĩa này mà giảng, thì nhà Hán đã đặt định văn hóa Trung Quốc sau này. Đối với một dân tộc, điều quan trọng nhất không phải là huyết thống và địa lý, mà là văn hóa. Chúng ta thấy rằng rất nhiều dân tộc thiểu số, nhân chủng của họ vẫn còn, quan hệ huyết thống của họ vẫn có thể tiếp tục truyền, nhưng do mất đi văn hóa, nên chúng ta khó thấy thời xưa của dân tộc ấy như thế nào. Nhưng cũng có dân tộc không có cương thổ, nhưng họ bảo tồn được văn hóa, ví như dân tộc Do Thái, sau khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá, dân tộc Do Thái bị đế quốc La Mã cổ đại bức hại, trải qua hơn 1.000 năm lưu tán khắp thiên hạ vạn quốc, không có lãnh thổ, không có chính phủ, nhưng vì họ bảo tồn được tín ngưỡng và văn hóa, cho nên họ vẫn là một dân tộc tiếp tục truyền thừa. Đến năm 1948, nhà nước Do Thái Israel được thành lập. Từ đó chúng ta thấy rằng văn hóa có tính chất vô cùng quan trọng đối với một dân tộc. Từ ý nghĩa này mà giảng, có thể nói, nếu ai phục hưng văn hóa dân tộc, chính là phục hưng dân tộc đó. Nếu ai đó đang hủy diệt văn hóa dân tộc Trung Quốc, họ chính là đang thi hành chính sách diệt tuyệt dân tộc. Từ đó chúng ta thấy được rằng, triều Hán có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với dân tộc Trung Hoa. Vì thế có thể nói, Tần đặt định ý nghĩa Trung Quốc về mặt địa lý, cho nên trở thành quốc hiệu. Hán đặt định ý nghĩa Trung Quốc về mặt văn hóa, cho nên trở thành tộc hiệu. Người Trung Quốc tự gọi mình là Hán nhân, người Hán, họ nói Hán ngữ, viết Hán tự, mặc Hán phục. Điều này đã hiển lộ ảnh hưởng của vương triều Đại Hán đối với Trung Quốc. Tần Thủy Hoàng sinh ra không phải ở nước Tần, mà là ở nước Triệu. Năm 279 trước Công Nguyên, ở địa phương là Miễn Trì, nước Tần và nước Triệu đã cử hành Miễn Trì Hội. Khi đó Lạn Tương Như và Triệu Huệ Văn Vương, cùng với quốc quân nước Tần bấy giờ là Tần Chiêu Tương Vương tại Miễn Trì gặp nhau. Khi ấy vì ở Miễn Trì Hội, Lạn Tương Như đã thể hiện được dũng khí và trí huệ phi phàm. Thêm vào đó ở biên giới nước Triệu, Liêm Pha bố trí quân đội khiến quân Tần không dám manh động. Sau này nước Tần muốn tấn công nước Sở ở phía nam nước Tần, nước Triệu ở phía bắc nước Tần, vì không muốn tấn công trên hai chiến trường, cho nên trước khi tấn công nước Sở, nước Tần đã ký kết hiệp ước hòa bình với nước Triệu. Nội dung là đem cháu của Tần Chiêu Tương Vương là Dị Nhân đưa đến nước Triệu làm con tin. Dị Nhân vẫn luôn ở tại nước Triệu. Sau này hai nước Tần Triệu còn phát sinh một số trận chiến nhỏ. Gần 20 năm sau, tức năm 262 trước Công Nguyên, giữa hai nước Tần Triệu xảy ra một trận quyết chiến mang tính chiến lược. Đây là Trường Bình Chi Chiến, trận chiến Trường Bình, vô cùng nổi tiếng trong lịch sử. Trong trận chiến này, nước Triệu thảm bại, 40 vạn quân nước Triệu bị Tần, khanh sát, nghĩa là giết rồi chôn.
đây là tổn thất không thể vãn hồi đối với nước Triệu. Cho nên khi ấy người dân nước Triệu hận nước Tần đến tận xương tủy, mà dị nhân lại là cháu của Tần Chiêu Tương Vương, do đó hoàn cảnh của ông vô cùng nguy hiểm. Sau này một đại thương nhân là Lã Bất Vi cưới cho dị nhân một mỹ nữ làm vợ. Người phụ nữ này sinh cho dị nhân một người con trai. Đứa trẻ này sinh vào năm 259 trước công nguyên ở đô thành Hàm Đan của nước Triệu, sau này chính là Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ. Hai năm sau, dưới sự giúp đỡ của Lã Bất Vi, dị nhân đã về lại nước Tần, kế vị làm Tần Vương. Khi đó Triệu Chính, tức Tần Thủy Hoàng, vẫn lưu lại ở Hàm Đan nước Triệu. Đến năm 251 trước công nguyên, Tần Chiêu Tương Vương băng hà, Triệu Chính trở về nước Tần đổi tên thành Danh Chính. Do đó, thời thơ ấu của Tần Thủy Hoàng đã trải qua 8 năm sống như con tin ở nước Triệu, hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Năm 13 tuổi, Danh Chính đăng cơ, năm 22 tuổi thì tự mình chấp chính, dùng 17 năm để thống nhất thiên hạ, lúc này ông mới 39 tuổi. Khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, thế quân như trẻ tre, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Sau khi thống nhất, Tần Thủy Hoàng nhớ lại cuộc sống thời ấu thơ làm con tin của mình, ông nói, quả nhân vốn dĩ thân phận nhỏ bé, hưng binh trừ loạn, là dựa vào bảo hộ của tổ tiên, cuối cùng thống nhất lục quốc. Vì để biểu đạt phong công vĩ nghiệp, kỷ niệm thắng lợi huy hoàng, nếu không thay đổi, danh hiệu, minh hao, tên hiệu, dường như là không xứng với công lao ấy. Cho nên Tần Thủy Hoàng để thuộc hạ nghị luận về đế hiệu. Chúng ta biết rằng thời kỳ chiến quốc, quốc quân các nước đều xưng là quốc vương, đương nhiên trước đó Tần Thủy Hoàng cũng xưng là Tần Vương. Hiện nay đã thống nhất 6 nước. Tần Vương cho rằng nếu vẫn tiếp tục xưng vương thì miêu tả không chuẩn xác địa vị của mình, do đó ông mới để người dưới nghị luận về đế hiệu. Kỳ thực hành vi này cũng có đạo lý. Vì sao? Bởi vì khái niệm quốc gia chủ yếu bao hàm 3 tầng ý nghĩa, yếu tố. Lãnh thổ, phải có một phạm vi cương vực mà mình quản lý. Chủ quyền, phải có, chủ quyền, quyền làm chủ. Nhân dân, phải có lão bách tính dưới quyền quản lý. Khi quốc gia ở trạng thái chia tách, vì để biểu đạt sự khác nhau giữa quốc gia này với quốc gia khác, thì mỗi lãnh địa xưng là một quốc gia. Nhưng hiện nay thiên hạ đã thống nhất, lúc này không cần khái niệm lãnh thổ để phân biệt các quốc gia. Do đó vì không có khái niệm quốc gia nên cũng không có khái niệm quốc vương. Vì thế Tần Thủy Hoàng quyết định đem danh hiệu của mình thay đổi thành đế hiệu. Khi đó có 3 người cũng thảo luận nên đưa tôn hiệu nào cho Tần Thủy Hoàng. 3 người này giữ 3 chức gọi là tam công. Một người là thừa tướng, tương đương với chính phủ tổng lý, thủ tướng chính phủ, là vương hoàn. Người thứ hai là ngự sử đại phu, tương đương với cấp phó thủ tướng, thực hiện chức năng giám sát bộ trưởng, là phùng kiếp. Người thứ ba là đình úy, tương đương với bộ trưởng tư pháp, là lý tư. 3 vị này đưa cho Tần Thủy Hoàng tôn hiệu là Thái Hoàng. Họ cho rằng tất cả các danh hiệu thời cổ đại thì Thái Hoàng là tôn quý nhất. Tần Thủy Hoàng nói, bỏ chữ Thái, giữ chữ Hoàng, lấy Tam Hoàng Ngũ Đế thời cổ đại làm xưng hiệu. Tam Hoàng gồm Phục Hy, Thần Nông và Nữ Oa, cũng có một số cách nhìn khác về Tam Hoàng, Ngũ Đế gồm Hiên Viên Hoàng Đế, Chuyên Húc, Đế Khốc, Đế Nhiêu và Đế Thuấn. Lấy danh hiệu Tam Hoàng Ngũ Đế này bỏ đi Tam và Ngũ, còn lại là Hoàng Đế. Tần Thủy Hoàng trở thành Hoàng Đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, cho nên gọi là Thủy Hoàng Đế, Thủy nghĩa là bắt đầu, khởi điểm. Sau khi xưng đế, Tần Thủy Hoàng còn làm một việc nữa là phế Thủy Pháp, nghĩa là phế bỏ cách đặt tên Thủy, tức tên được đặt sau khi mất dựa vào cống hiến của người ấy. Trong quá khứ, quốc quân hoặc quý tộc sau khi mất, thông thường căn cứ theo hành vi của cả một đời mà làm một tổng kết. Ví như nói một quốc quân, kinh vĩ thiên địa, từ huệ ái dân, dọc ngang trời đất, từ ái thương dân, thì trong thủy hiệu của ông ấy khả năng sẽ có chữ văn, ví dụ Hán Văn Đế, thì văn chính là thủy hiệu. Một người võ công cao cường, bình định phản loạn, thì trong thủy hiệu có thể có chữ vũ, ví dụ Hán Vũ Đế, thì vũ chính là thủy hiệu. Tần Thủy Hoàng cho rằng, thủy hiệu là, tử nghị kỳ phụ, thần nghị kỳ quân, ý tứ là con cái nghị luận hoặc tổng kết về cha mẹ, đại thần nghị luận hoặc tổng kết về quân vương. Tần Thủy Hoàng cho rằng ông không thích điều này, không thích hậu nhân nghị luận về hành vi của ông, cho nên Tần Thủy Hoàng đã phế Thủy Pháp. Trong quá khứ, danh hiệu của hoàng đế dựa vào thủy hiệu để phân biệt, ví như Chu Văn Vương, Chu Vũ Vương, dựa vào thủy hiệu ở giữa để phân biệt hoàng đế. Nếu phế Thủy Pháp thì xuất hiện một vấn đề, làm thế nào để phân biệt hoàng đế? Tần Thủy Hoàng nói, vậy thì đếm số, ta là Thủy Hoàng Đế, tức số 1, con trai ta sẽ là nhị thế, cháu ta sẽ là tam thế. Cứ thế mà tiếp tục truyền. Đây là cách nghĩ của Tần Thủy Hoàng, cho nên ông tự xưng mình là Thủy Hoàng Đế. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.